Công an tỉnh Quảng Trị vừa có lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quốc Quân, hay còn gọi là Quân Idol, để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật và những bánh lưới làm ăn bất chính bước đầu được cơ quan chức năng làm rõ. Nguyễn Quốc Quân hay còn có biệt danh là Quân Idol, 32 tuổi, Hoàng Thái Mạnh, 31 tuổi và Nguyễn Phi Cường, 33 tuổi vừa bị công an tỉnh Quảng Trị bắt tạm giam 3 tháng. Trước đó, ba người này bị cáo buộc bắt giữ người trái pháp luật. Hiện hành vi cụ thể của ba bị can chưa được cơ quan điều tra công bố. Vài năm qua tại miền Tây Quảng Trị, ông trùm này nổi lên với việc đòi nợ kiểu xã hội đen, cho vay nặng lãi. Vợ chồng Quân được nhiều người biết đến khi sở hữu siêu xe, biển số siêu đẹp. Đối tượng còn mở đồng loạt nhiều tiệm cầm đồ, các sân bóng nhân tạo, pizza và giao cho đàn em quản lý, và còn xây khách sạn sang trọng. Tuy nhiên, theo cơ quan chức năng, khi mới 16 tuổi, Quân đã bị Tòa án Nhân dân huyện Hướng Hóa tuyên phạt 6 tháng tù về tội trộm cắp. Sau đó là chủ ngày giao tù ra khám, nhưng đối tượng vẫn ngựa quen đường cũ. Công an thành phố Đà Lạt cũng đang tạm giữ hình sự một đối tượng để điều tra về hành vi trộm cắp. Đối tượng từ thành phố Hồ Chí Minh nhiều lần lặn lội lên thành phố Ngàn Hoa, dạo quanh các tuyến đường, khu phố, nhưng không phải là đi du lịch. Lúc đi thì bằng xe khách, ngày trở về thì lại đi trên những chiếc xe máy khác nhau. Sự thật về những chuyến đi bất thường này cuối cùng cũng được cơ quan chức năng làm rõ. Trước đó, một hộ dân trên địa bàn thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đến cơ quan công an trình báo bị mất 3 xe máy và 1 xe đạp. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát phát hiện Nguyễn Phước Lộc, 26 tuổi, trú thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, là nghi can của vụ việc. Đối tượng có kinh nghiệm về sửa xe nên tự mài vam phá khóa xe mô tô để hành nghề trộm cắp lấy tiền tiêu xài. Thủ đoạn của Lộc là ban đêm đón xe khách từ thành phố Hồ Chí Minh đi Đà Lạt, sau đó lân la các con đường, nếu thấy nhà nào thiếu cảnh giác để xe máy trước sân, không đóng cổng sẽ ra tay. Sau đó đối tượng chạy xe về thành phố Hồ Chí Minh rồi rao bán trên mạng. Có ngày Lộc trộm được nhiều tài sản nên mang đến tập kết trước chùa Vạn Hạnh, phường 8, tiếp đó mang đi gửi ở các quán cà phê trên địa bàn, rồi lần lượt chạy từng chiếc về nhà để tiện bề tiêu thụ. Qua đấu tranh, công an bước đầu xác định, từ cuối tháng 7 vừa qua cho đến khi bị bắt, nghi phạm này gây ra hơn chục vụ trộm cắp trên địa bàn. Mở rộng điều tra, cảnh sát triệu tập 3 người khác để làm rõ hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.